màu đó ghê quá, cô chịu không nổi. Không có ghê. Ghê không? Ghê này có cao mà. Khoan khoan khoan, bỏ ở đâu? Ok, hãy chơi. Này giống như là mèo mà nó leo lên tường, nó ừ ở trên tường á. Đóng luôn. Này y chang như là cướp chuột ỉa vô hôm đây vậy đó, ghê quá. Trời tay quá. Em nói là chị không muốn sơn thì chị sơn cái màu này nè. Bây giờ cái màu không phù hợp thì mới đổi chứ sao. Từ đầu em đã nói với chị là cái màu này em chọn. Có muốn tôi trừ điểm về cái việc các bạn làm vi phạm về vật liệu không? Chúng tôi đặt lên bàn cân để cân á, thực sự đó nó có một cái độ lệch nhau rất là ít. Các em còn chưa nắm được đúng tinh thần của đề bài đưa ra nữa. Phải nói rằng là cái top 4 này đó, anh Khải với cả anh Hữu Vinh rất là hài lòng. Các bạn phải tự quyết định cho tôi, một trong hai người, ai là người xứng đáng để nhận giải thưởng này. Đón xem tập 10 được phát sóng vào lúc 19h45 ngày 6 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7.